Tài xin nói về tiến độ của dự án Vinhome thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của tập đoàn VinGroup. Thì sau đây Tài xin sâu chuỗi lại cái tiến độ dự án từ lúc có chủ trương đầu tư cho đến ngày hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2021, để anh chị nắm rõ được cái tiến độ của dự án như sau. Thì trước mắt anh chị đây là cái màn hình Tài đã soạn thảo ra để sâu chuỗi lại cái tiến độ của dự án Vinhome. Thì bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 thì Ủy ban Nhân dân của tỉnh Long An đã duyệt quyết định chấp thuận đầu tư dự án Vinhome Đức Hòa Long An của tập đoàn VinGroup. Thì dưới đây là cái bản quyết định của Ủy ban Nhân dân của tỉnh Long An về việc đầu tư, chấp thuận đầu tư. Đó. Tiếp theo, đến ngày 14 tháng 1 năm 2019 thì Ủy ban Nhân dân của tỉnh Long An đã mời họp với các sở ban ngành và tập đoàn VinGroup về việc phê duyệt đồ án 197 ha của khu đô thị mới Long An và bổ sung cái dự án khu đô thị mới Tân Mỹ Đức Hòa Long An, là dự án này 950 ha. Thì dưới đây là cái giấy mời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An mời các sở ban ngành này và tập đoàn VinGroup để nghe cái tập đoàn VinGroup báo cáo cái thực trạng về cái dự án này. Thì hiện nay có hai cái dự án, thứ nhất là cái dự án tại thị trấn Hậu Nghĩa. Dự án này có tổng diện tích nhỏ hơn là 197 ha, và cái dự án tại xã Tân Mỹ là dự án này là 935 ha. Tiếp theo là đến ngày 28 tháng 2 năm 2020 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã có đồ án duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của cái dự án 197 ha tại khu đô thị mới của thị trấn Hậu Nghĩa, tỉnh Long An. Dưới đây là cái bản quy hoạch chi tiết 1/500 của cái khu đô thị mới đấy ạ. Thì cái ranh giới của cái khu đô thị mới này là ra phía Bắc giáp với khu dân cư của trục đường Bầu Công, phía Nam giáp với khu dân cư của trục đường Nguyễn Thị Hạnh, và phía Đông giáp với khu dân cư hiện trạng của xã Đức Lập Thượng. Đó, tổng quy mô là 197 hecta đấy ạ. Và gần đây nhất là ngày 24 tháng 7 năm 2020 thì tập đoàn VinGroup đã có cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc dừng cái dự án tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An để tập trung nguồn lực tối đa cho cái dự án 900 hecta và 197 hecta tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì sau đây dưới đây là cái công văn của tập đoàn VinGroup để gửi Ủy ban Nhân dân của tỉnh Long An và các sở ban ngành. Cái công văn này là tập đoàn VinGroup muốn nói là muốn tập trung nguồn lực vào cái dự án 950 hecta và 197 hecta tại huyện Đức Hòa đấy ạ. Đó, đây là toàn bộ các quá trình thực hiện dự án từ lúc có chủ trương đầu tư cho đến mới nhất là ngày 24 tháng 7 năm 2020. Thì Tài đã sâu chuỗi lại hết anh chị để anh chị nắm rõ hơn, để anh chị có cái hướng để đi đầu tư đất tại khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì theo cái nhận định của Tài và cũng như Tài đi khảo sát tại cái khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thì từ năm 2021 đến năm 2025 thì có thể tập đoàn VinGroup sẽ triển khai cái dự án 197 ha tại xã à, tại à, thị trấn Hậu Nghĩa trước, bởi vì cái dự án này đã có cái quy hoạch chi tiết 1/500, và sau đó sẽ triển khai cả dự án 900 ha tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Cái dự án 900 ha này sẽ đang có cái chủ trương lập cái kế hoạch, lập cái bản đồ chi tiết 1/500. Cái dự án 197 này đã có cái chi tiết 1/500 rồi. Đó, dự án này là đang thực hiện lập cái kế hoạch đấy ạ.
Thì Tài xin mở cái bản đồ lên về cái vị trí của cái dự án 935 hectare tại xã Tân Mỹ. Đây là cái xã Tân Mỹ. Thì cái dự án sẽ được nằm trong cái khu vực xã Tân Mỹ này. Thì Tài đã khảo sát thì thấy các nhà đầu tư, các nhà đầu cơ hiện nay người ta đã đi gom đất tại các khu vực xung quanh cái xã Tân Mỹ này, ví dụ như là xã Đức Lập Thượng này. Đó, xã Đức Lập Thượng, các đất dân tại xã Đức Lập Thượng, hoặc là có cái đất dự án khu dân cư Dareco này. Bên này là xã Đức Lập Hạ thì có các dự án như Vitaland của tập đoàn Trần Anh Group này, khu Bella Vista của tập đoàn Trần Anh Group. Và sau đây Tài xin mở cái vị trí của thị trấn Hậu Nghĩa ha. Đây là cái ranh giới của thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đó. Và cái đường Bào Công này, con đường Nguyễn Thị Hạnh này. Đó. Đây là cái Tài sẽ suy nghĩ là nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này, giáp với con đường Bào Công này, con đường Nguyễn Thị Hạnh này và thị trấn Hậu Nghĩa. Đây là cái hai cái dự án mà tập đoàn Vingroup trong năm 2021 đến 2025 thì họ dự kiến sẽ triển khai trước. Và cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi cái bài video này của Tài. Thì anh chị để anh chị nắm được cái thông tin để anh chị có thể đi đầu tư đất tại quanh các khu vực này. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, thành công. Anh chị thấy video này hữu ích thì vui lòng cho Tài xin một like. Cảm ơn anh chị.